Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại dự án Zaga Nhà Bè. Và một cái siêu phẩm hôm nay Phước Sửu muốn giới thiệu đến quý anh chị, đó là một căn nhà phố với diện tích là ngang 7 dài 17 ha. Và bây giờ mọi người cùng với Phước Sửu khám phá bên trong căn nhà phố này có gì đặc biệt nha. Rồi, let's go. Rồi, trước khi mình bước vào một căn nhà phố thì mà mình sẽ khám phá bên ngoài của căn nhà phố nha cả nhà. Như cả nhà nhìn thấy là phía trước của căn nhà phố này sẽ thiết kế hai cánh cửa. Và cánh cửa đầu tiên đó là cánh cửa của một gara xe hơi. Với cái cánh cửa này thì mình có thể là mở ra và đưa một chiếc xe hơi vào. Ở đây là xe hơi dạng như 7 chỗ cũng được nha. Xe hơi lớn cũng được, gầm cao cũng được. Và ở đây là cánh cửa thứ hai. Thì cánh cửa thứ hai này mình có thể là thiết kế làm một cái sân vườn. Mình bước vào cái cửa chính của căn nhà này nha. Rồi, bây giờ mình vào bên trong của căn nhà phố nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình vào bên trong căn nhà phố này, khám phá bên trong căn nhà phố này có gì. Khá hợp lý. Vừa bước vào bên trong nhà phố thì theo như người Hàn Quốc á, thì cái vị trí này cả nhà, mình có thể thiết kế được một cái tủ giày hoặc là cái nhà vệ sinh dưới ngay cái cầu thang luôn. Và phía bên tay phải của mình là một cái phòng khách nha cả nhà. Và phòng khách này được vào bằng cửa của gara luôn, khá rộng rãi. Thì có thể một vài chủ nhà có thể dùng cái cửa này để gọi là làm cửa chính luôn cũng được. Rồi, và phía bên tay phải của mình là một gian phòng bếp với chữ L. Và cái gian phòng bếp này cũng ra rất là thoáng bởi vì có một cái cửa nhìn ra cái ban, nhìn ra cái gọi là cái lối sân vườn phía sau. Rồi, với cái căn nhà phố này thì có thể thiết kế được hai toilet được quý anh chị ạ. Nếu quý anh chị muốn thiết kế toilet ở dưới gầm cầu thang, còn không thì quý anh chị có thể là thiết kế ở đây là một cái thang máy mini cho gia đình. Với cái thang máy mini cho gia đình này thì mình có thể là thiết kế lên đến lầu 3 của căn nhà này luôn nha. Dành cho những cái người gọi là có người lớn tuổi là hạn chế đi lại và bằng thang bộ. Rồi bây giờ mình ra khám phá bên ngoài của căn nhà phố nha cả nhà. Wow, một không gian sân vườn phía sau cực kỳ mát mẻ luôn cả nhà. Ở phía sau căn nhà thì chủ đầu tư chừa khoảng 2,5 m. Và phía sau của cái căn nhà này là giáp với là căn shop house chừa đến 4,5 m. Nên khuôn viên sân vườn của phía sau khá gọi là rộng rãi luôn. Với cái khuôn viên sân vườn này thì tha hồ quý anh chị có thể là trồng cây nè. Rồi là làm một không gian thưởng thức trà chiều. Và đặc biệt mình có thể là làm gọi là sân phơi giặt giũ ở đây luôn. Rồi, Phước Sửu cùng với cả nhà đi lên khám phá lầu 1 nha cả nhà. Lầu 1 thì thiết kế như thế nào và cái phần lầu 1 này á có mang lại những cái tiện ích và đầy đủ full cho một gia đình tầm khoảng 5 đến 6 thế hệ hay không nha. Tất cả những cái sàn bê tông cốt thép của chủ đầu tư GS thì được xây dựng rất là bài bản. Như mọi người nhìn thấy là ở đây thì cái sàn bê tông cốt thép này khá dày, mức độ xây dựng và bàn giao cho khách hàng gọi là khá tốt hơn những dự án khác. Đây là một điểm cộng cho GS. Và mình bước lên cái sàn đầu tiên luôn cả nhà. Với cái sàn đầu tiên này thì một vài người á, thì nếu mà nhà nhiều thế hệ từ khoảng 4 đến 5 thế hệ trở lên thì có thể thiết kế được 3 phòng ngủ. Còn nếu mà nhà ít người thì có thể thiết kế được 2 phòng ngủ và có một cái phòng vệ sinh kế bên cái cầu thang luôn. Đây là cái phòng vệ sinh này, gọi là phòng toilet này, gọi là toilet để sinh hoạt chung. Nếu mà mình thiết kế gọi là 2 đến 3 phòng thì 2 phòng đầu sẽ có toilet bên trong, phòng bên ngoài sử dụng toilet chung. Còn nếu trường hợp thiết kế 2 phòng thì phòng đầu tiên sẽ là master bedroom. Với master bedroom này thì mình có thể là thiết kế một cái sân vườn
ngay cái với cái master bedroom thì ở đây mình có thể thiết kế là, mọi người biết thiết kế là gì không? Một cái phòng tắm đa chức năng. Trong cái phòng tắm này thì mình có thể là thiết kế được một cái phòng tắm nằm nè, bồn tắm đứng và một cái tầm view khá đẹp nha cả nhà. Đây, tầm view này thì nhìn ra những căn song lập và xa hơn những căn song lập là những căn đơn lập và một cái lớp house cực kỳ lớn. Rồi, mọi người cần thêm thông tin về cái căn nhà phố này thì inbox ngay cho Phước Sửu nha. Hiện tại thì giỏ hàng của những cái căn nhà phố số 3 biệt thự của dự án Saga Nhà Bè thì đang được chủ nhà cần bán. Quý chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở nhiều video sau.